Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của tôi Huyền Nguyễn nha. Mọi người ơi, hôm nay mình tiếp tục review cho mọi người một cái loại mascara Thái Lan mà có nối mi nữa mọi người. Hôm nay thì mình sẽ test thử cái mascara này có ok giống như quảng cáo không nha, và nó có bị lem, bị trôi hay là gì không. Hôm nay mình sẽ test cho mọi người coi nha. Thì mascara này nó không phải là quá xa lạ với tất cả mọi người đâu. Mascara 5X Supermodel 5X Long, hàng Thái Lan cái loại này nè. Loại này nè cả nhà. Thì nói chung á, loại này không phải là quá xa lạ với mọi người đâu, mà mình thấy cái loại này nó đã tồn tại trên thị trường cũng khoảng là trên dưới 10 năm rồi mọi người, loại này nè. Và mình thấy mình chưa bao giờ mình sử dụng loại này nữa mọi người, mà mình không biết là nó có ok hay không. Giá cũng rất là rẻ, từ 100.000 đổ lại thôi là mọi người có thể là sở hữu cây này. Và điều đặc biệt, cái loại mascara này nó sẽ khác với loại mascara trên thị trường. Tại vì cái loại mascara này nó sẽ có hai đầu, một đầu là nối mi và một đầu là chuốt mascara. Và sử dụng cái này như thế nào thì hôm nay trên clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng nha. Thông thường mọi người thấy mình lên video ít khi nào mình chuốt mascara lắm, tại vì mình thấy là mình không hợp mọi người. Mình không thích, cực kỳ là mình không thích những loại mascara bị lem luôn á. Tại vì nhiều khi mình đi đám tiệc hay là mình đi chơi với mọi người mà cái mascara nó bị lem á, cái nhìn nó rớt ở dưới cái quần tha mắt mình nè, nó đen ở đây nè, là nhìn rất là kỳ luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ test kỹ cái loại mascara này, trải nghiệm thử và hướng dẫn mọi người xài luôn. Nếu mà được thì mọi người mua về sử dụng, còn không thì thôi mình đừng mua, khỏi tốn tiền ha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào việc thôi nha mọi người. Bây giờ thì mọi người sẽ trải nghiệm xem giùm mình ha. Ở đây là một cái đầu nối mi. Ở trên đây có những cái gọi là cái sợi tơ nhỏ. Khi mà mình chuốt thì cái sợi tơ này nó sẽ nối trên cái mi của mình luôn, là làm cho mi của mình già ra. Còn ở đây là cái đầu chuốt mascara mọi người. Đó, hai đầu, hai rất là tiện lợi. Mọi người sẽ chuốt cái đầu mascara trước nha. Đó. Trước khi chuốt mascara mọi người nhớ bấm mi trước nha. Đó. Chuốt cho nó tơ ra mọi người nha. Đó. Chuốt xong thì mọi người sẽ lấy cái đầu nối mi này, mọi người vuốt lên. Thì mọi người cảm thấy là cái mi nó dài thiệt đúng không mọi người? Đó. Rồi, tiếp tục lấy cái đầu này chuốt thêm một lần nữa. Cái đầu chuốt mascara mọi người, sau khi mà chuốt cái nón mi xong mình chuốt lại mascara lại để cho nhìn cái mi nó tơ hơn nè. Đó, được chưa cả nhà? Sau khi chuốt trên mi mình là mọi người nhìn xa ra thấy như thế nào? Công nhận có lông mi lên nhìn mắt mình sẽ khác á, nó to hơn hả mọi người ha. Bây giờ mình sẽ chuốt thử bên đây luôn nè. Khi mà chuốt mascara lên thì làm con mắt mình nó sẽ to hơn mọi người ha. Đó, nhìn nó to hơn, nó long lanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi khô rồi xem mình sẽ test cho mọi người xem nó có bị lem không nha. Mình sẽ dùng một cái chai nước như thế này ha. Mình sẽ xịt lên mắt thử nha. Bây giờ mình sẽ nhắm mắt lại nha cả nhà. Xịt nước lên mà nó vẫn ok nè mọi người, không bị lem nè cả nhà. Đó, khi mà chuốt lên á mọi người là tầm khoảng 15-20 giây là cái mascara của mình nó sẽ khô mọi người. Nó khô, nó sẽ không bị chèm nhẹp nha mọi người nha. Đó, lông mi không có được đẹp lắm tại vì mình không có biết chuốt mi nha cả nhà nha. Chứ không phải là cái mascara nó bị làm nó xấu như vậy. Là
mọi người thấy mình xịt có cỡ dày luôn nè. Mình xịt cỡ dày hồi nãy như mọi người thấy á, là do là mình xịt cái vòi nè, mình xịt mình để gần quá cho nên là nó xịt vô á, làm cho mấy cái cọng mi giả của mình nó bị te tu luôn nè cả nhà. Cái cọng lông mi mình nó giờ nó te tu luôn nè. Trời ơi, đất ơi. Đó mọi người, test là test như vậy nhưng mà nó vẫn không có bị lem hả mọi người. Nhưng cái loại này có hàng giả đó nha, cả nhà, có mấy chục ngàn thôi. Nên là mọi người mua thì nhớ là lựa chọn những nơi uy tín chất lượng nha. Rồi video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Mọi người nhớ là hay thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Bye bye mọi người.